Ngày 11 tháng 9 tại Hà Nội, Tổng thống Joe Biden hội kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng hoan nghênh Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đến thăm Việt Nam, chuyến thăm đánh dấu một cột mốc mới trong quan hệ song phương. Ngay sau cuộc gặp tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Joe Biden đã cùng dự hội nghị cấp cao Việt Nam-Hoa Kỳ về đầu tư và đổi mới sáng tạo. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các bộ ngành và 14 doanh nghiệp tiêu biểu của Hoa Kỳ và Việt Nam. Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp hai bên đã có các trao đổi cởi mở, thẳng thắn và thực chất về cơ hội hợp tác đầu tư, trong đó tập trung vào 4 lĩnh vực chính: công nghệ và đổi mới sáng tạo, đầu tư sản xuất, dịch vụ tài chính và fintech, thương mại dịch vụ. Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, đây cũng là những lĩnh vực mà Việt Nam xác định sẽ tạo động lực cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thủ tướng nhắc lại, một trong những trọng tâm của chuyến thăm Việt Nam của Ngài Tổng thống Biden là thúc đẩy sự phát triển của kinh tế Việt Nam tập trung vào công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trên tinh thần đó, tôi và Ngài Tổng thống đã thống nhất đưa công nghệ, đổi mới sáng tạo và đầu tư thực sự trở thành trụ cột mới của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ. Tôi đồng tình với Ngài Tổng thống, đổi mới sáng tạo là chìa khóa để mở cửa tương lai của chúng ta. Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden bày tỏ sự trân trọng, đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam. Ông nhận định Việt Nam đã có thay đổi rất lớn trong gần 20 năm qua, kể từ chuyến thăm Hoa Kỳ của cố Thủ tướng Phan Văn Khải vào năm 2005. Tổng thống Joe Biden cho rằng hiện nay đang có cơ hội để hai nước thúc đẩy quan hệ, không chỉ trong lĩnh vực đầu tư, đổi mới sáng tạo, mà trên tất cả các lĩnh vực, nhằm mang lại sự phồn thịnh chung. Tổng thống hoan nghênh việc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam vừa thỏa thuận với tập đoàn Boeing để mua khoảng 50 máy bay phản lực Boeing 737 MAX, dự kiến sẽ hỗ trợ hơn 30.000 việc làm tại Hoa Kỳ. Tổng thống Joe Biden khẳng định trên tinh thần chân thành, Hoa Kỳ sẽ hợp tác và hỗ trợ Việt Nam để nắm bắt được hết các cơ hội tiềm năng của mình. Đồng thời, Tổng thống đề nghị hai bên tiếp tục nỗ lực hợp tác về năng lượng tái tạo. Không chỉ các nước phát triển mà tất cả các nước đều phải phát triển lĩnh vực này.